Xin được kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh 6000 TV. Ngày hôm nay kênh xin được giới thiệu tới quý vị hình ảnh khu lăng mộ trị giá lên đến vài chục tỷ và lễ tang của cụ ông Dương Đình Bối được người thân và gia đình đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng với quan tài vàng tâm trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Không biết quý vị đã từng được xem những video như thế này hay chưa? Thì bây giờ xin mời quý vị cùng xem video mà chúng tôi ghi lại được cái lễ đưa tang của cụ ông Dương Đình Bối. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.